Thế ông buồn tình cuối cùng quá, ông kiếm đường móc nối nhảy theo mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam về Trung Vân Côn. Trước nhất là nhận cái hàm gọi là trưởng ban binh vận, chứ thật sự là trưởng ban binh vận người của ta, chứ làm sao mà để ông quân tiên được. Sau đó là đưa ông vô cái ban mặt trận của Ủy ban Trung ương Mặt trận giải phóng miền Nam. Bởi vì ông là một người rất đặc biệt, cho nên ông được đưa ra ban. Và ông đưa gặp Bác Hồ. Tôi á, thì lúc đó tôi không biết ông Phan Đạt Tuyên là gì như tôi mới vừa kể này đâu. Dạ. Lúc đó tôi mới 15, 16 tuổi cái gì. Dạ. Nhưng mà lúc đó tôi mê ông Phan Đạt Tuyên ở cái thơ Phan Đạt Tuyên mà nhạc của Đăng Thọ, đó là Bản Tình Quê Hương. Dạ. Như tôi hồi nãy nói qua, quá khứ của tôi á, thì về văn hóa văn nghệ tôi cũng mê mẩn và cũng là thuộc loại giỏi. Vì tôi có những điều kiện để tôi lớn lên. Mà lớn lên sau này đúng ra đáng lẽ tôi theo văn học nghệ thuật mà tôi không theo, thì tôi có chuyện khác. Thì năm 1957 là lần đầu tiên tôi nghe trên đài phát lên Sài Gòn cái bản nhạc Tình Quê Hương, thơ Phan Đạt Tuyên, lời Đăng Thọ. Tôi mê quá. Có lẽ tôi nên đọc cái bài thơ đó. Dạ. Mà nói về cái nhạc nó làm cho bài thơ hay thêm. Dạ. Bài thơ đó vốn hay, nói một tâm sự một người lính Cộng Hòa. Dạ. Đi về một miền quê nghèo đói ở Quảng Ngãi, gặp một cô thiếu nữ nghèo và một ông già nghèo, sống ở trong cái chỗ cái ấp chiến lược mà chế độ Ngô Đình Diệm nói rằng cái chính sách ấp chiến lược đó là để phát triển cái đời sống văn hóa của cái người nông thôn, đồng thời chống cộng. Thì ông đó, ông Phan Đạt Tuyên lúc đó ông là trung úy huấn luyện viên của trường Đại học Quân sự Bộ Tổng tham mưu Việt Nam Cộng Hòa. Ông là huấn luyện viên, ông đã đi học ở Mỹ trước đó và ông học về báo chí ở Mỹ. Cho nên là ông đi thực tế, ông thấy ủa tại sao chế độ mình nói vậy mà sao tại đây không phải như vậy. Ông xúc động trước cái cảnh đó, cho nên ông mới đặt cái bài thơ đó. Mà ông dám dùng những chữ mà sau này ông sắp chết vì cái chữ đó. Cái bài thơ Tình Quê Hương tôi xin đọc thôi, chứ còn hát thì nó mất giờ lắm. Mà tôi phải hát hay thì tôi mới hát. Anh về qua xóm nhỏ, em dừng bên gốc dừa, nắng chiều vương mái tóc, Tình Quê Hương đơn sơ. Quê em nghèo cát trắng, tóc em lúa vừa xanh, anh là người lính chiến, áo bạc màu đấu tranh. Em mời anh dừng lại, đêm trăng ướt lá dừa, bên nồi khoai mới luộc, ngát thơm vườn ngâu thưa. Mẹ già những chiều nắng, đón con trai chưa về, nhà nghèo không đủ thóc, vườn nghèo nông tầm thưa. Anh chiến binh tiền tuyến đó, anh chiến binh tiền tuyến, về giải phóng quê em, bao nhịp cầu đất nước, hướng về phía miền Trung. Anh sẽ là anh đàn em dạy và con của mẹ giữ quê hương. Quê nghèo mai sẽ tươi mầm sống, đàn trẻ thơ vui hát giữa lúa vàng. Đàn trẻ thơ ca hát giữa lúa vàng.
hai cái câu, bốn cái câu cuối đó tôi thấy tôi phải hát. Anh chiến binh tiền tuyến về giải phóng quê em, bao nhịp cầu đất nước nối về quê miền Trung. Anh sẽ là anh đàn em nhỏ và con của mẹ giữ quê hương, quê nghèo mai sẽ tươi mầm sống, đàn trẻ thơ vui giữa lúa vàng. Cái bài thơ đó ông về ông mới đọc cho ông nhạc sĩ Đan Thọ. Ông nhạc sĩ Đan Thọ là trưởng đội quân kèn của Bộ Tổng Tham mưu. Ông Đan Thọ không biết ông nghĩ gì mà ông làm luôn một điệu kèn để thành cái bản nhạc, lấy cái lời nhạc nguyên bài thơ đó. Thế bài nhạc này đưa ra hát á thì bị ngay Bộ trưởng Bộ Thông tin của ông Ngô Đình Diệm là ông Trần Chánh Thành kêu liền Trung úy Phan Lạc Tuyên lên hỏi tại sao anh dùng trong đó có hai chữ quê nghèo thêm xác sơ và về giải thống quê em. Anh muốn cái gì? Anh muốn theo lịch cộng sản hay là anh muốn làm tay sai cho cộng sản? Ông Phạm Lạc Tuyên lúc đó ông giỏi lắm, bây giờ ông học Mỹ về báo chí rồi ông học về tham mưu. Yeah. Cho nên ông biết cách đối đáp ngài. Ông nói thật ra tôi đi thực tế, tôi thấy cái làng như vậy, lòng tôi là con người lính chiến trong lý tưởng tốt đẹp, tôi cảm thấy buồn và xúc động vì cái cảnh thực tế đó. Cho nên tôi muốn giải phóng ở đây là giải phóng khỏi cái cảnh nghèo đói đau khổ ở cái làng quê nghèo đó, giải phóng khỏi sự nghèo đói. Còn cái quê làng quê xác xơ thì ông ngồi ở đây ông nói rằng như vậy là mọi chuyện là ở trong cái áp chiến lược đó, nó hay lắm, nó khá lắm. Ông ra đi theo tôi trở lại đó coi ông thấy cái làng quê nó xác xơ như thế nào. Cuối cùng Bộ trưởng Thông tin nhà ta không cấm được, và nguyên văn cái điệu nhạc của Đan Thọ và nguyên văn cái lời hát là thơ Phan Lạc Tuyên đã phổ biến rần rần năm 1957. Lúc đó tôi còn ở dưới tỉnh, năm 59 tôi mới lên Sài Gòn. Mà sao tôi nghe đọc anh nó phát ra cái bản đó thì khoái, không biết điều như thế nào, tôi không hiểu. Có lẽ lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy tự nhiên là cách mạng lãng mạn, là muốn làm cái gì đó mới và hay hơn. Đấy thì tôi muốn nói những cái chuyện mà có lẽ ít người nói. Và tại cái chuyện đó là tôi thấy tại sao trong cái cuộc binh biến ngày 11 tháng 11 năm 1960 mà có ông Phan Lạc Tuyên quá. Và tôi nghĩ chắc một con người mà như vậy đã đặt được một cái bài thơ để nhạc sĩ Đan Thọ làm nhạc như vậy á, chắc chắn là con người đó họ chọn lựa con đường mà họ đấu tranh đó, là con đường họ đòi Ngô Đình Diệm phải thực hiện dân chủ và phải vì người nghèo mà xây dựng chế độ. Thì rõ ràng là ông Văn và Tuyên nhà ta làm như vậy chắc là cái cuộc mà đảo chánh đó ít ra nó cũng có cái lý tưởng.
Ngoài cái lý tưởng giành quyền lực, đòi cho được có dân chủ, thì nó còn có một lý tưởng khác là vì vì cái sự là hạnh phúc của cái người nghèo. Tôi nói là hai cái mà lớn nhất của cái cuộc đảo chánh năm đó nó ảnh hưởng đến nhiều, đến không phải chỉ tới cái lúc mà tôi gia nhập vào kháng chiến vô đảng, mà cả cái lúc mà mãi sau này. Nó có góp phần nào quyết định trong cái việc mà bác tìm tiếp tục con đường đấu tranh và tìm một con đường khác mới hơn, dân chủ hơn để đấu tranh? Nhưng mà dĩ nhiên phải đấu tranh trong tổ chức, chứ không phải ra ngoài mạng la lối nói lung tung lộn xộn, mà cũng không phải ra trước gọi là quần chúng nhân dân, muốn nói gì nói. Quần chúng nhân dân mình thấy có nhiều chuyện, một là cái tầng lớp quần chúng nhân dân họ hiểu biết chuyện, số đó không có nhiều lắm đâu, khá đông đảo nhưng không nhiều lắm. Nhưng mà quần chúng nhân dân không biết chuyện gì lắm, ai nói gì nghe nấy thì đông lắm. Cho đừng có nói là quần chúng nhân dân chung chung. Đấy là ý của bác, là muốn nói về mãi cả về sau này, chứ không phải chỉ một trong một cái giai đoạn. Cái ngày mà cái cuộc đảo chính mùng 1 tháng 1 năm 63, thì khi đấy thì bác có chứng kiến gì không? Tôi cũng đến. Nhưng mà cái ngày đảo chính là buổi chiều tối ngày 1 tháng 11 năm 1963. Họ nổ ra lúc buổi xế trưa, lúc 2 giờ chiều, 14 giờ. Và cái chuyện mà đánh nhau rồi kéo dài, mà gọi là đánh ở cái lữ đoàn liên binh phòng vệ tổng thống Mùa Phủ á, từ ở chỗ cái trường đại học văn khoa và khoa học văn học gì đó, bây giờ ở cái đường Cường Đế á, lúc đó là cái trại lính phòng vệ, liên binh phòng vệ tổng thống Phủ và tổng thống Phủ, thì cuộc đánh ở đó dữ dội lắm. Và mãi đến chiều tối thì họ mới hạ được cái thành bảo vệ tổng thống Phủ. Và phía bên cách mạng họ mới cách mạng, tôi sau này quen gọi là cuộc cách mạng ngày 1 tháng 11 1963, lật đổ của Đình Diệm. Thì lực lượng mà gọi là cách mạng đó, họ phải tới tối khuya họ mới tiến đến được gần Dinh Độc Lập. Họ Dinh Gia Long, xin lỗi. Lúc đó thì cái Dinh Độc Lập đã bị sập một cánh và chưa xây cất lên kịp được, do một cái cuộc binh biến của hai sĩ quan phi công Đảng Đại Việt đánh sập, và một trong hai sĩ quan phi công đó bị rớt máy bay và bị bắt, còn một thì cũng chạy tuốt về bên Campuchia. Thì lúc đó là họ mới chiều tối họ mới tiến được đến Dinh Gia Long. Và trong đêm đó thì tôi làm sao mà dám ở ngoài đó giữa bao nhiêu cái làng đạn của hai bên họ bắn nhau. Cho nên là đâu có chiều tôi ra, tôi coi hồi từ 2 giờ mấy mà cho tới 4 giờ mấy 5 giờ tôi về tốt. Coi đánh nhau. Coi. lần 11 tháng 11 năm 60 tôi cũng đi coi. Giờ lần đó tôi coi là cũng là bị nguy hiểm, sức bị mất mạng vì cái chuyện mà lính xe tăng nó bắn bổng lên trời rồi đạn trúng cây rồi rớt xuống xỉa xuống rồi trúng cũng cả mấy chục người mà không có tôi. Đó là chuyện hồi 11 tháng 11. Còn riêng những cái này á, thì tôi đi coi hồi 2 giờ mấy, khi tôi nghe là phát thanh nói rằng là vì lý do kỹ thuật cho nên đài tắt. Cho nên là khi tôi nghe như vậy rồi tôi nghe người ta đồn miệng với nhau là như Sài Gòn lộn xộn rồi, tôi bèn lấy xe ra tôi ngoài đó coi. Tôi coi đâu tới chừng cỡ 4 giờ mấy 5 giờ
thì phía thành Cộng Hòa là cái chỗ trại liên binh phòng vệ tổng thống phủ ở đường Đường Để bây giờ đó, nổ súng đánh nhau. Giờ phải tới sập tối họ mới đánh nhau xong, mà cái lần nổ súng đó quyết liệt. Còn một bộ phận lính á, thì nó đi dọc từ cái đường Nguyễn Du, từ bưu điện đó. Nó chiếm bưu điện rồi, là nó đi về phía Nguyễn Du, nó tiến lại này, tiến lại Dinh Gia Long, nhưng mà nó vẫn bị cái đám liên binh phòng vệ tổng thống phủ, còn một đại đội ở ngoài ngay Dinh Gia Long nó phản kích, nó bắn dữ dội. Cho nên tới màn đó thì tôi không dám ở nữa, tôi về mất. Nhưng mà về thì theo dõi là có Thanh, thì cái đêm đó diễn tiến nhiều chuyện lắm. Đêm mà đêm 1 tháng 11, rạng 2 tháng 11, diễn tiến nhiều lắm. Tới sáng sớm mờ trời ngày 2 tháng 11 thì tôi mới ra lại nữa ở Dinh Gia Long, thì tôi thấy mọi chuyện hình như là đã ngã ngủ rồi. Quần chúng nhân dân gồm toàn là cái thứ sinh viên học sinh như tôi á, là cả mấy ngàn thôi chứ không phải quá chục ngàn gì đâu, mới mà kéo nhau tập hợp trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa bây giờ, sát Bình Hồng Dinh Gia Long và trước cái đường Lý Tự Trọng bây giờ, tức là sát mặt trước Dinh Gia Long, gọi là đường hoan hô quân đội cách mạng đã đảo chánh thành công. Thì mọi người cũng la lối vỗ tay, trong khi một cái đám quân mà của gọi là phía cách mạng, quân đội cách mạng đó, họ đã chiếm xong Dinh Gia Long rồi, họ ra họ gọi là đáp lại với cái sự hoan hô của quần chúng. Cái cảnh đó vui hơi không thể tưởng tượng được. Thì tôi cũng đương hồ hởi định sớm tới để bắt tay, và bông đông người quá, sớm tới để bắt tay một anh lính ở trong đó thì cũng khó lắm, phải chị ở đâu. Những đứa nó đứng gần nó chắn là hết, đâu có cho mình vô tới. Thì tôi đương hăng hái như vậy, thì bỗng nhiên tôi thấy có một chiếc máy bay Sky Raider nó quần đảo xung quanh cái khu vực đó. Mọi người vẫn tưởng là máy bay đó là máy bay là thuộc phe đảo chánh. Nhưng thật bất ngờ chứ không phải là gì đâu. Cái máy bay nó xa xuống thấp. Máy bay Sky Raider là máy bay một trong chóng, mà là một máy bay mà nó có quyền phóng rocket và bắn đạn đại liên. Nó có khả năng đó, và nó có khả năng bỏ bom. Máy bay đó là lợi hại lắm đó, mà nó có khả năng bay rất thấp, cho nên cuối cùng nó bay thấp dọc theo cái đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, từ cái Dinh Độc Lập cũ đường sập mà chưa xây lại kịp nữa đó, là tiến ngang Dinh Gia Long. Thì trên đường đó nó bắn ở trong vòng rào của Dinh Độc Lập á, một cái loạt đại liên kéo dài. Thì lúc đó mọi người mới đầu á, thì tưởng là của phe đảo chánh, nhưng mà thấy bắn như vậy chưa biết bắn là cái gì, thì cũng nhớ nhau chạy vào càng. Thì tôi cũng nhớ nhau chạy vào càng, nhưng mà chạy tới đằng chỗ đường Lê Thánh Tôn, thì từ cái Nam Kỳ Khởi Nghĩa mà dọc tới Lê Thánh Tôn vừa có gì không, thì tôi thấy mọi người trở lại ào ào nói nhau bắn đạn mã tử, tức là cái đạn mà không có đầu đạn để giết chóc, bạn nổ đạn nói tóm lại là cái đạn khói mà đầu đạn là bằng giấy. Thế thì tôi thấy, tôi nghĩ thế thì thằng này, thằng phía góc này nó là phe đảo chánh chứ đâu có phải là gì đâu. Nhưng mà nó thị uy như vậy để làm cái gì? Sau này á, tôi mới biết người đó là Trung tá Nguyễn Cao Kỳ. Sau này thì tôi mới biết là người đó là Trung tá Nguyễn Cao Kỳ. Vậy thì cái mục đích mà ông Nguyễn Cao Kỳ ông ấy bắn như thế để làm gì? Ở Tân Sơn Nhất á, thì ông mới đầu thì ông định tham gia đảo chánh, là những người đi đầu. Nhưng mà ông bị kẹt với chuyện gì đó nữa chừng khiến cho ông không có thể xuất hiện được. Và đến màn cuối
thì ổng vớt vát bằng cách tôi lấy lại máy bay mình thị uyên chút xíu chơi chơi vui để nói lên rằng có ta đây, ta cũng có tham gia đây. Nhưng mà có tí đạn thật là khối người chết rồi. Đây thì tôi muốn nói là qua những cái người quân nhân, sĩ quan, trí thức như ông Phan Lạc Tuyên, hay là qua cái đám mà chính trị gia dân chủ như ông Trần Văn Hương, ông Phan Văn Đá, thì tôi học lại ở cái cuộc cách mạng đó, ở cuộc binh biến đó 11 tháng 11. Một là cái sự cần thiết để đấu tranh dân chủ, hai là cái sự cần thiết phải phục vụ nhân dân nghèo. Tức là bác đang nói cái cuộc binh biến trước năm 60 ấy. Năm 60 đó. Cuộc binh biến còn tới năm 1963. Dạ. Buổi sáng đó chứng kiến những cái cảnh như thế đó. Tôi bỗng nghĩ tới cái chuyện, rồi sau đó là tôi nghe liền một vài giờ sau thì tôi nghe đầu tiên nói là Ngô Đình Nhiệm, Ngô Đình Nhu tự tử rồi. Rồi lại liền theo sau đó tôi nói Ngô Đình Nhiệm và Ngô Đình Nhu bị giết. Thì ngay cái buổi sáng ngày 2 tháng 11 đó, tôi nghe những tin tức dồn dập như vậy và tôi thấy cái chuyện vậy. Bỗng nhiên lúc đó tôi tự nghĩ tôi nói, chà đây cũng là một cuộc tranh quyền. Sau khi mà lật đổ được Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Và lúc đó cái bài học của tôi ở cuộc đó là sắp tới có gì lộn xộn chắc là cũng là những cái cuộc tranh quyền như thế này thôi. Khi đấy bác bao nhiêu tuổi? Năm đó 1963 thì là tôi 19 tuổi rồi. 19 tuổi. Đủ lớn rồi. Dạ, đủ lớn. Nhưng đối với những cái chính trị mà ở một cái tầm vĩ mô thì đấy cũng là một cái người rất là ham suy nghĩ. Và em có một câu hỏi như này. Khi mà bác đi tìm những người cộng sản và bị người ta từ chối thì bác có thất vọng không? Câu hỏi coi đó hơi thừa thôi. Tôi chả gì thất vọng. Tôi biết họ từ chối là trước mắt là bởi vì họ sợ tôi là người khiêu khích và ngay khi đó kích động. Ngay khi đó là tôi biết rồi. Tôi đã biết là như vậy trước sau vậy. Ông mấy ông không tìm tôi bởi vì tôi cần ông ngang như ông cần tôi. Đã. Cho nên nó không có cái vấn đề gì gọi là thất vọng hết. Đã. Được học từ bé ở một cái chế độ gọi là đệ nhất cộng hòa rồi đệ nhị cộng hòa, tức là từ lúc bé quốc gia Việt Nam trước quốc gia Việt Nam, vâng, rồi đến đệ nhất rồi đến đệ nhị, từ lúc là học sinh cho đến sinh viên, học sinh tiểu học dạ cho đến sinh viên thì một cái nền giáo dục đấy đương nhiên là người ta sẽ có một cái chương trình nói về người cộng sản. Thì không phải bỗng nhiên mà khi bác đã biết là có những người cộng sản rồi nhưng mà bác vẫn lập ra một cái đảng riêng của mình. Cho nên là khi mà tức là cái lúc đấy là gọi là để thực hiện cái mục đích của mình, cái mục đích lớn đấy, thì người ta gọi là chọn phe, thì thấy rằng trong những cái lực lượng xã hội lúc bấy giờ thì chỉ có cộng sản là người có thể thực hiện được cái ước mơ đó của mình, đó là đuổi được người Mỹ về nước và thống nhất được Bắc Nam. Cho nên bác đã chọn cái lực lượng này. Thì khi mà bác đến với họ rồi thì những cái điều mà được dạy ở nhà trường với cái điều thực ra mà bác nhìn thấy ở họ khi chính bác đã trở thành Việt Cộng thì bác thấy nó như thế nào, thưa bác? Việc mà cái chế độ giáo dục của tôi gọi chung đi là xã hội cổ á, thì thật ra tới năm đệ nhất của trung học đệ nhị cấp, tức là lớp 12 á, thì cái chương trình dạy của nó của họ vẫn có cái phần gọi là triết học, mà cái bộ phận gọi là luận lý học, tức là logic,
Ở cái lớp 12 thì mới có học triết học. Triết học nó gồm có 3 bộ phận. Một bộ phận nó gọi là luận lý học, tức là logic học đó. Một bộ phận gọi là đạo đức học, và một bộ phận gọi là tâm lý học. Ở lớp 12 dạy rồi hết. Mà tùy theo cái phân ban